Nam em chỉ thẳng tên một nhân vật với chức danh cao cả, tuyên bố chiến tới cùng. Từ sau khi công khai bạn trai về tiết lộ dự định đám cưới, nam em liên tục khuấy đảo mạng xã hội. Gần đây dưới bài đăng trên trang cá nhân, cô bất ngờ lên tiếng về những góc khuất trong thời gian cô hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt nam em chỉ thẳng tên một nhân vật mà cô gọi là mẹ và cho rằng người này đứng đằng sau bài trò. Đây cũng là lý do khiến nam em công khai bạn trai. Cảm ơn mẹ đã cho con cảm nhận được hương vị của từng ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim của người nghe mẹ đã dành hết thời gian của mẹ để bỏ tiền ra mua hết người này đến người kia, sau đó họ phục tùng mẹ như một vị thần Ai Cập cổ đại. Mẹ không mua được tôi nên mẹ cay cú, mẹ phá tưng bừng khói lửa. Không có mẹ nào thương con mà đi phá hạnh phúc của con mình. Mẹ này hơi lạ, mẹ thương con, mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ để mẹ thấy sướng. Không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên. Nhớ an ninh mạng điều tra lý lịch bạn tôi. Nên chúng tôi mới công khai, chứ chúng tôi muốn bình yên. Bây giờ còn chút cay cú, vì ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay, phải quậy phá cho tung trời lên mới thỏa mãn. Cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc đời con bất hạnh lắm khi có một người mẹ như mẹ. Chia sẻ thêm về người mà cô từng gọi là mẹ, nam em cho biết bản thân đã rất tin tưởng người này nên có chuyện gì cũng tâm sự. Tôi cảm thấy mình như một cô công chúa được bảo vệ trong vòng tay của mẹ hiền, nhưng tất cả chỉ là ảo mộng. Nếu thật sự mẹ tôi xem tôi là con ruột, là máu mủ thì sẽ không như thế. Chính bản thân tôi cũng nhiều lần tổn thương, rồi tôi lại cho qua vì tôi nghĩ nhịn một chút cho sóng yên biển lặng. Nhưng bà ấy thì không, bà ấy nghĩ rằng những sự thành công của tôi là do bà ấy tạo ra, nên bà ấy có quyền cướp đi tất cả mọi thứ của tôi bằng việc chạy xít đinh thao túng tâm lý khán giả để cho người ta thấy tôi là một người xấu xí tệ bạc. Tôi đã quá thấm câu tiền nó bạc lắm. Tôi không đến với bà ấy vì tiền. Tôi thương bà ấy thật lòng nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy. Tôi mong rằng mọi người thấu hiểu câu chuyện của tôi. Đồng tiền nó cũng có nhân quả và tôi đang chịu nhân quả từ đó nên tôi hiểu. Từ nay cuộc sống của tôi bình yên trở lại rồi vì tôi biết cho dù chỉ có một người còn tin tôi thì tôi không còn bị cảm giác lạc lõng giữa thế giới loài người. Vẫn còn rất nhiều người tử tế trên đời này vì họ không phân bua nên họ không thích xuất hiện trên mạng xã hội. Còn nghiệp của tôi là nghiệp nghệ sĩ nên tôi phải lên tiếng nói để bảo vệ chính mình, bảo vệ chính nghĩa, nguyên văn chia sẻ của Nam em. Trước đây trong tháng 11, Nam em bất ngờ cập nhật trạng thái đang hẹn hò trên Facebook. Dưới bài đăng này, nhiều người yêu mến Nam em chúc mừng cô đã tìm được một nửa đích thực. Có người còn bày tỏ xúc động vui mừng khi thấy cô hạnh phúc sau nhiều tổn thương tình cảm trong quá khứ và mong cô sớm lên xe hoa. Ngày 24 tháng 11, quản lý của nam em xác nhận thông tin cô đang hẹn hò. Bạn trai cô tên là Cường đang kinh doanh lĩnh vực phong thủy. Tính đến nay, nam em và bạn trai yêu nhau đã được 6 tháng. Nam em sinh năm 96 tại Tiền Giang từng đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 và ghi tên mình vào top 8 hoa hậu trái đất 2016. Năm 2022, nam em khiến khán giả chú ý khi trở lại với đường đua nhan sắc tại hoa hậu thế giới Việt Nam, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Sau khi khép lại hành trình thi nhan sắc, cuộc sống của nam em có nhiều thay đổi. Cô chủ yếu tập trung cho lĩnh vực âm nhạc với lịch trình đi diễn dày đặc ở các phòng trà và tụ điểm ca hát.